Đây là giờ thánh nhạc Dâng Chúa Đời Con do một nhóm anh chị em hằng tha thiết với thánh ca thực hiện dưới sự linh hướng của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Chương trình được phát hình trên băng tần 57.3 của VNATV vào mỗi Chủ nhật lúc 9:30 tối, và chương trình Dâng Chúa Đời Con Radio cũng được phát thanh trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa vào lúc 8:30 mỗi tối thứ ba. Kim Thúy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta chính thức bước vào mùa vọng, Chủ nhật đầu tiên để bắt đầu một năm phụng vụ mới. Mùa vọng là mùa của chờ mong. Mong chờ kỷ niệm việc Chúa Giáng sinh tại Bethlehem và mong chờ ngày Chúa đến trong vinh quang vào ngày cánh chung. Và để mở đầu cho chương trình Thánh ca hôm nay, Kim Thúy xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm bất hủ trong lòng những người Công giáo. Một nhạc phẩm không thể thiếu mỗi độ Giáng sinh về, thưa quý vị. Nhạc phẩm Hang Bethlehem mà chúng ta còn hay gọi với tên gọi khác là Hát Khen, một sáng tác của cố nhạc sĩ Hải Linh. Giờ đây Kim Thúy mời quý vị theo dõi. Vừa thưởng thức nhạc phẩm Hang Bethlehem, một sáng tác của nhạc sĩ Hải Linh. Thưa quý vị, có lẽ không ít người không khỏi ngạc nhiên khi biết bài hát Giáng sinh bất hủ này lại là một sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Hải Linh khi ông vừa 25 tuổi. Vâng, thưa quý vị, nhạc sĩ Công giáo Francisco Hải Linh tên thật là Trần Văn Trị. Mùa Giáng sinh năm 1945, khi đi qua tòa soạn báo Đường Sống ở Nam Định, Hải Linh được ông Minh Châu, chủ nhiệm tờ báo, thách đố việc sáng tác nhanh một ca khúc về chủ đề Giáng sinh để đăng báo. Hải Linh đã nhận lời và hẹn 3 ngày sau trở lại. Đến hẹn, Hải Linh đưa bản nhạc Hang Bethlehem tới tòa soạn và tập hát sơ qua cho một số nhân viên trong tòa soạn. Và khi hát lên, mọi người thấy thích quá, nên ông Minh Châu thương lượng rằng ông sẽ chịu chi phí để lên Hà Nội thuê khắc nhạc vào bản gỗ để in vào 2.000 bản báo Đường Sống sắp tới. Sau đó ông sẽ cho Hải Linh lại bản gỗ của bản nhạc. Hải Linh đồng ý, cho nên phần tên tác giả của bài hát này thường được viết kép là Hải Linh Minh Châu.
Vâng, một người có công, một người có của. Thưa quý vị, lúc ấy bài hát cũng được in riêng ra 500 bản để bán với giá khoảng 3 hào. Hải Linh gửi lên Hà Nội 10 bản. Một số nhà thờ tại đây đã sử dụng, nhiều người thấy hay nhưng không tìm đâu ra bản nhạc. Một vị linh mục tên là Kim Định đã mua một bản danh dự với giá 100 đồng. Còn Hải Linh cũng đem theo một bản nhạc về phát diệm, và vào đêm vọng lễ Giáng sinh, Hải Linh đã điều khiển hội ca vịnh nhà thờ chính tòa phát diệm hợp xướng bản Hàng Bê-lem này. Và từ đó, bài hát này đã dần trở thành bất hủ trong lòng những người công giáo. Thưa quý vị, có lẽ đây là bài hát được rất nhiều người Việt Nam biết đến do lời nhạc gần gũi, giản dị, trong sáng và tồn mãi trong lòng người. Và để tiếp nối chương trình, Kim Thúy mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mưa Hạt Cứu Rỗi. Dân Chúa ngày xưa đã mong chờ đấng cứu độ mấy ngàn năm. Chúng ta cũng đang khao khát Ngài từng giây trên hành trình cuộc đời. Và chỉ có Mưa Giê-xu mới khả dĩ tẩy rửa được những vết nhơ hằn sâu trong tâm hồn mỗi chúng ta. Thưa quý vị, thiếu một giọt mưa trời, cả đời con hạn hán. Rửa sạch mọi thù oán là giọt mưa Giê-xu. Và bây giờ Kim Thúy mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mưa Hạt Cứu Rỗi, một sáng tác của cố giám mục nhạc sĩ Thông Vi Vu với tiếng hát Ngọc Quang Đông và phần vũ minh họa của các em trong ban vũ phục vụ Tam Biên, giáo xứ chính tòa Chu Kỳ Tổ. Kim Thúy xin mời quý vị cùng theo dõi. Ánh sao trời về báo tin Noel sang rồi, sáng tuyệt vời, mừng Chúa ngôi hai sinh vào đời. Gió mây trời cao xôn xao, ngọt ngào câu hát bát ngát. Mưa hạt cứu rỗi cho thoát tháng ngày dài mong đợi. Tiếng chuông vàng rục rã muôn tâm hồn xa gần, nỗi nhịp đàn hòa với bao cung tơ rộn ràng, kết nên bài kinh tôn vinh, trải lời ân phúc kinh chung. Đây mùa ánh sáng đã đến chiếu tỏa khắp dương gian. Chẳng bến bờ, Chúa đã đón lấy phận bé thơ, làm người trần nhận kiếp sống đơn sơ, cùng tìm về bên Chúa thỏa niềm mơ. Ánh sao trời về báo tin em sang rồi, sáng tuyệt vời, mừng Chúa ngôi hai sinh vào đời. Gió mây trời cao xôn xao, ngọt ngào câu hát bát ngát. Mưa hạt cứu rỗi cho thoát tháng ngày dài mong đợi. Tiếng chuông vàng rục rã muôn tâm hồn xa gần, nỗi nhịp đàn hòa với bao cung tơ rộn ràng, kết nên bài kinh tôn vinh, trải lời ân phúc kinh chung. Đây mùa ánh sáng đã đến chiếu tỏa khắp dương gian. Sao trời về báo tin Noel sang rồi, sáng tuyệt vời, mừng Chúa ngôi hai sinh vào đời. Gió mây trời cao xôn xao, ngọt ngào câu hát bát ngát. Mưa hạt cứu rỗi cho thoát tháng ngày dài mong đợi. Tiếng chuông vàng rục rã muôn tâm hồn xa gần, nối nhịp đàn hòa với bao cung tơ rộn ràng, kết nên bài kinh tôn vinh, trải lời ân phúc kinh chung. Đây mùa ánh sáng đã đến chiếu tỏa khắp dương gian. Vinh danh Thiên Chúa khắp cõi trời, an hòa nhân thế đời thánh thời. Ngày từng ngày niềm hạnh phúc đã khơi, lòng hẹn lòng vun đắp đời đẹp tươi. Báo tin Noel sang rồi, sáng tuyệt vời, mừng Chúa ngôi hai sinh vào đời. Gió mây trời cao xôn xao, ngọt ngào câu hát bát ngát. Mưa hạt cứu rỗi cho thoát tháng ngày dài mong đợi. Tiếng chuông vàng
dục dã muôn tâm hồn xa gần, nối nhịp đàn hòa với bao cung tơ rộn ràng, kết nên bài kinh tôn vinh, trải lời ân phúc kinh chung. Đây mùa ánh sáng đã đến chiếu tỏa khắp dương gian, kết nên bài kinh tôn vinh, trải lời ân phúc kinh chung. Đây mùa ánh sáng đã đến chiếu tỏa khắp dương gian. Thưa quý vị, thuở xưa, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà nói với cha ông chúng ta nhiều lần và bằng nhiều cách. Rồi sau này, Người đã dùng chính con của Người mà nói với chúng ta. Bởi thế, Kinh Thánh của chúng ta mới có hai phần, Cựu Ước và Tân Ước. Kinh Thánh không phải là một cuốn sách, nhưng là cả một bộ gồm nhiều sách khác nhau. Thưa quý vị, những sách này hầu hết viết bằng tiếng Hebrew và đã thành hình trong khoảng thời gian từ năm 1000 đến năm 100 trước Công Nguyên, trước khi Đức Giê-xu sinh ra. Gồm 46 cuốn, có những cuốn viết bằng văn xuôi kể lại lịch sử, những tích truyện hoặc ghi chép những luật lệ. Có những cuốn viết theo thể thơ với những lời tiên tri, những lời cầu nguyện, những câu châm ngôn tục ngữ. Thưa quý vị, bước vào mùa vọng, những câu chuyện thời Cựu Ước lại được sống lại qua những hoạt cảnh được trình diễn trong mùa vọng hay trước giờ lễ vọng Giáng sinh. Trong khi nơi nơi trăng đèn, kết hoa làm hang đá rất rộn ràng, thì tại các cộng đoàn, các giáo xứ cũng rộn ràng không kém, chuẩn bị trang hoàng tâm hồn giáo dân bằng những buổi tĩnh tâm, những đêm ca nguyện, những buổi thánh ca với những hoạt cảnh Giáng sinh thật ý nghĩa. Trong chương trình của chúng ta hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng xin quý vị đừng rời màn hình, ngay sau phần thông tin thương mại, Kim Thúy sẽ gửi đến quý vị hoạt cảnh lịch sử ơn cứu độ do các em thiếu nhi và ban vũ phụng vụ Tam Biên trình bày. Hoạt cảnh được bắt đầu từ khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ cho đến ngày con dân Do Thái bị lưu đày, ngày đêm thống thiết mong chờ đấng cứu thế đến. Và bây giờ, mời quý vị theo dõi ít phần thông tin thương mại. Trở lại với chương trình hôm nay, Kim Thúy mời quý vị theo dõi hoạt cảnh lịch sử ơn cứu độ do các em thiếu nhi và ban vũ phụng vụ Tam Biên trình bày. Hoạt cảnh được bắt đầu từ khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ cho đến ngày con dân Do Thái bị lưu đày, ngày đêm thống thiết mong chờ đấng cứu thế. Và bây giờ, Kim Thúy mời quý vị theo dõi. Từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã dựng nên trời và đất. Khi ấy, đất trời trống không mông quạnh và tối tăm bao phủ toàn thể vũ trụ. Thần lực Đức Giê-hô-va vần vũ chói sáng trên địa cầu. Những tia sáng rực rỡ muôn màu đã xua tan bóng tối rợn rùng của đêm đen. Tiếp theo là những tiếng nổ kinh hoàng tách rời biển cả ra khỏi đất khô, và cũng tách rời đất liền ra khỏi trời cao. Cỏ cây hoa lá, chim trên trời, cá dưới biển, cùng muôn muôn thú trong rừng sâu, và ngàn vạn tinh tú trên vòm trời cao thẳm đã được dựng nên do bàn tay quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Mọi tạo vật trong vũ trụ, dù nhỏ bé đến đâu, cũng là một kỳ công, là một bài ca vô tận ngợi khen Thiên Chúa toàn năng. Thank you.
thế rồi. Giave Thiên Chúa đã dựng nên một người nam, A-dông. Và Chúa cũng đã dựng nên một người nữ, Eva. Thiên Chúa đã chúc lành cho họ mà rằng: Hãy sinh sôi nảy nở và làm bá chủ trái đất. Thiên Chúa đã cho họ ở trong vườn địa đàng, là nơi đầy cây ngon trái ngọt. Thiên Chúa căn dặn họ rằng: Mọi cây trong vườn người đều được ăn, chỉ cây biết lành biết dữ thì không được ăn. Vì chừng ngày nào ngươi ăn trái cây đó thì ngươi sẽ chết. Nhân một ngày đẹp trời, khi Eva đang thơ thẩn dạo chơi trong vườn địa đàng, thì con rắn đã dùng những lời ngọt ngào mà dụ dỗ cô Eva. Thế rồi, Eva đã giơ tay hái lấy trái cấm ấy mà ăn. Rồi cô cũng hái thêm trái khác, đưa cho A-dông mà rằng: Này anh A-dông ơi, anh ăn thử coi, trái cây này mới ngon ngọt và thơm ngon làm sao. Anh vào đến đâu, mặt sáng ra đến đấy. Gì vậy em? Không được đâu, Chúa cấm không cho mình ăn trái này mà. Chúa đâu có thấy, anh nghe em cứ ăn đại đi, lạ lùng lắm. Ăn vào nó cứ ngọt lịm đi thôi. Thương em đi, anh ăn thử coi. Và rồi A-dông đã ăn trái cấm ấy. Ăn xong, mắt cả hai người đều mở ra và thấy mình trần truồng. Cả hai bắt đầu lánh mặt Chúa. Cuối cùng, họ đã bị trục xuất khỏi vườn địa đàng. Chúa cũng đã chúc giữ cho con rắn mà rằng: Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà. Người đàn bà sẽ đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ tát lại gót chân gà. Qua lời chúc giữ con rắn, Chúa đã hé mở cho nhân loại thấy niềm hy vọng về ơn cứu độ. A-dông và Eva đã bắt đầu một cuộc sống khác. Họ phải làm ăn vất vả, đổ mồ hôi để lấy chén cơm. Họ sinh con đẻ cái, dòng dõi họ một ngày một đông hơn và lan tràn khắp nơi. Thời Cựu Ước, cả dân tộc Israel đã phải làm nô lệ cực khổ tại đất Ai Cập. Rồi sau này,
họ lại bị đặt dưới ách thống trị của người La Mã. Giữa những cơn thử thách khốn cùng như vậy, Giá-vê Thiên Chúa vẫn nâng đỡ. Chúa đã dùng những khổ đau ấy để uốn nắn và hướng dẫn con người tìm đến Thiên Chúa. Hy vọng quý vị vừa có được những giờ phút thật bổ ích và thoải mái. Kim Thúy xin cảm tạ quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt 11 năm qua. Kính chúc quý vị một đêm an lành và một tuần lễ thật hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Và không quên hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Dâng Chúa Đời Con vào tuần sau.